Đi nè, Kyogre nè. Ngay bây giờ thì mình sẽ quăng Groudon ra để đánh với Kyogre cho nó vui nha. Hello, hello, hello. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quay trở lại video về Minecraft Pixelmon tập thứ 5 nha các bạn. Mình rất là cảm ơn các bạn. Sau khi mình làm tập 4 á thì được hết trên 3.000 lượt like lận các bạn à. Mình chỉ mong muốn là được 2.000 lượt like thôi, nhưng mà ai dè được các bạn fan bấm tới 3.000 lượt like luôn, làm cho mình kiểu muốn làm tập này thật là nhanh luôn á. Thì ngày hôm nay á, trước khi bắt đầu video, mình muốn cho các bạn xem một thứ nè. Nhìn nè các bạn ơi, thấy gì đây không? Đây là một em Pokemon huyền thoại tên là Manectric. Em ấy đã xuất hiện ngay nhà của mình và em ấy là boss. Ngay bây giờ á thì mình sẽ cho đội hình của mình quýnh thử với em ấy để coi coi là mình có thể lấy được hả cái viên đá mega quẻm không nha các bạn nha. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ cho em Zacianga đối đầu. Let's go. Ok. Mới vừa bắt đầu video mà đã đánh nhau rồi. Ui nhưng mà cái Manectric này á hình như là Pokemon Legendary luôn. Ui boss Legendary mà kiểu còn shiny nữa, cho nên mình nghĩ là khá là mạnh á. Ngay bây giờ thì mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu Close Combat nha. Ok. Có vẻ là mình đánh một pha thì cũng gần nửa cây máu, nhưng mà em Manectric này đánh một pha với mình á thì Zacian mất khoảng chừng cỡ chừng 2/3 thanh máu luôn rồi. Ok tiếp tục nào. Ui chết luôn. Không sao, chúng ta vẫn còn Eternatus mà, mình sợ gì. Ây, mình có tới 3 Pokemon chủ lực cực kỳ mạnh nên mình cũng không có xoắn lắm đâu. Ngay bây giờ thì đối đầu với hệ điện thì mình cũng thật sự là đối đầu hệ điện thì chắc là sử dụng Pokemon hệ đất là sẽ hợp lý hơn á. Nhưng mà thôi lỡ rồi thì chắc là dùng chiêu lửa đi. Ây da, Eternatus cũng ăn một đòn nữa cây máu. Nhưng mà ui cái gì vậy, sao ít máu vậy ta. Thôi xong rồi, ít mấy như vậy thì hơi mệt nghe. Thôi sử dụng chiêu này tiếp đi. Mình thấy chiêu lửa này đam nó lớn nên mình sẽ sử dụng nha. Ý, Eternatus dùng một cái ăn cái trái gì của mình nó hồi lại máu nè. Ê, hợp lý luôn Eternatus ơi. Chắc là mình sử dụng lộn chiêu rồi. Thôi kệ không sao. Thôi không sao, bây giờ có Rodan ra thì Rodan sẽ xử lý cái chuyện này nha các bạn nha. Trời, các bạn coi nè, ở đây có Ente nè. Ở đây còn có một em Ephoros hay cái gì á, mình quên tên của em này rồi. Ui, khu vực này nhiều Pokemon dữ người ta. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu này đi. Này, cái chiêu này á, nhiều bạn kêu là đây là một cái chiêu độc quyền của Groudon đúng không? Kêu là mấy bạn nói là mình cực kỳ hên sau khi mà có cái chiêu này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Rồi thì nói chung là hên thì cũng là do các bạn fan coi video của mình á. Yes, thành công rồi nè. Ok, học được một chiêu lửa. Chiêu lửa là đổi với chiêu Scary Face đi. Ồ, mình đã có được hả viên đá mega của em Manectric rồi nè. Ok, mình sẽ lấy hết nha. Qua bên đây mình sẽ tiếp tục quýnh lộn với lại cái em bên đây đi. Trời ơi, có khi nào hôm nay á mình có được 2 viên đá mega không trời. Ở đây là em Boss Epic. Em này tên là Ampharos. Ừ đúng rồi đó. Ok, ngay bây giờ thì mình sẽ hồi máu Pokemon của mình và chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu tiếp theo. Đó là Pokemon hệ điện đúng không? Mang em Rodan ra đi. Giờ mình biết khô mày, mang Rodan ra quýnh trước cho chắc. Nè, cũng không suy nhớ gì đâu. Rodan của anh hơi bị mạnh đó. Tiếp tục một đòn nữa, mong là Rodan không chết nha. Ok, vậy mình win rồi các bạn ơi, mình win chắc rồi. Easy game thiệt cơ chứ. Trời ơi, công nhận á là từ cái lúc mà mình hả biết quýnh lộn mà khắc hệ á thì mọi chuyện nó đơn giản hơn rất là nhiều luôn. Và ngoài ra cũng nhờ các bạn fan xem video của mình bấm nút like ủng hộ cho mình và đăng ký kênh á thì mình đã có động lực và cũng như là có được rất là nhiều sự may mắn để có thể có được những Pokemon chủ lực cực kỳ mạnh như là Zacian nè, Groudon nè, Eternatus nè. Ồ, 3 Pokemon là Pokemon chủ lực của mình hiện tại luôn các bạn ơi. Và ngày hôm nay á thì mình có một thông báo dành cho các bạn fan của mình, đó chính là mình đã thực hiện lời hứa của mình với các bạn rồi nha. Thì tập 4 á, mình hứa là nếu như mà các bạn bấm nút like trên 2.000 lượt like thì tập thứ 5 mình sẽ xây một ngôi nhà cho chúng ta, cho mình với lại các bạn fan thân yêu của mình vô để trú ngụ. Ngoài ra cũng cho các bạn Pokemon của mình nữa. Ngay bây giờ thì mình sẽ dắt các bạn qua ngôi nhà của mình mới xây luôn. Đây nè các bạn ơi. Nói chung á là bây giờ mình không có nhiều tài nguyên á, cho nên là mình chỉ xây được như vậy thôi.
thì mình thấy là xây như vậy thì cũng hợp lý, vừa là một ngôi nhà để ở, cũng là vừa là một cái chỗ farm mình để mấy cái cục apricorn ở đây nè. Đó, mình đã trồng apricorn lên rồi. Thì nghe nói ở cái phiên bản mới thì apricorn còn có thể trồng được lên cây nữa cơ. Nhưng mà bây giờ thì mình đang chơi ở phiên bản cũ thôi, cho nên là chưa có trồng được. Mai mốt mình mà làm PC Mon phiên bản mới, không biết là có ai ủng hộ cho mình làm không nữa. Thì cái phiên bản mới nó cũng có nhiều thứ hay lắm. Nhưng mà ngay bây giờ thì kể nhân tiện thì hỏi các bạn fan thử đi, các bạn có muốn mai mốt mà mình làm ở phiên bản 1.16.5 không? Thì đó là phiên bản PC Mon mới các bạn, mới nhất luôn. Thì nếu mà các bạn ủng hộ thì sau khi mà series này kết thúc thì mình sẽ tiếp tục làm series đó nha. Ok, thì các bạn nhớ bình luận trả lời cho em biết là nên hay không nha các bạn. Và ngày hôm nay thì mình đã thực hiện lời hứa rồi, thế cho nên các bạn đã xem tới đây, nhớ để lại cho mình một nút like nha. Còn như bạn nào lần đầu tiên với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới để không bỏ qua bất kỳ video nào về Minecraft siêu PC Mon nha. Thì chỉ cần video này cũng chỉ cần trên 2.000 lượt like thôi thì mình sẽ tiếp tục làm tập thứ 6 để các bạn xem liền luôn. Ok, giờ cho các bạn vô nhà con của nhà của mình nè. Ủy, nhà của mình có cái ly nè, đẹp không? Ly này thì chắc là để trang trí là chính thôi. Ở đây có một số cái rương nè. Thì chắc là nhiều bạn đang thắc mắc là tại sao trong nhà của mình không có cái giường đúng không? Thì cái giường của mình á, hiện tại là mình vẫn đang để ở bên chị y tá các bạn. Thật ra thì mình tính mang cái giường qua đây mình ngủ cơ, nhưng mà mình quyết định rồi, nếu như mà mang cái giường qua đây ngủ á thì khá là cô đơn luôn, nên để cái giường ở bên nhà chị y tá, có gì ngủ ở bên đó vui hơn các bạn ha. Ok, mình thì hiện tại ở đây mình có để một số thứ như là mấy cục đá mega nè, mấy viên đá mega này kia, rồi vân vân và mấy cái này thì hiện tại là mấy em này mình chưa có tiến hóa được á, nên thôi mình tạm thời cứ để đó. Ở trên đây là một cái nơi mà để có thể ngắm cảnh đồ rất là đẹp nha các bạn. Thì hôm bữa cũng có nhiều bạn nói mình là anh ơi thôi anh khỏi bắt Ente đi, bởi vì Ente ở trong game PC Mon yếu xịu à, ở trong phim thì mới mạnh thôi anh Jay, nên anh khỏi bắt cũng được. Ở bên đây có một cái máy giặt để giặt đồ nè. Rồi, thì hôm nay nhiệm vụ của mình đặt ra cho mình đó chính là mình sẽ tiếp tục bắt một Pokemon ở trong bộ ba thời tiết. Này, các bạn có thấy gì không? Hiện tại là trời đang là mưa bão rồi các bạn. Thì các bạn có nghĩ tới nhân vật nào mà trời mưa bão trong bộ ba thời tiết hay không? Khả năng cao là các bạn đều có thể đoán được, đó chính là Kyogre đúng không? Đúng rồi đó các bạn ơi, Kyogre là một Pokemon ở dưới nước. Và để có thể bắt được Kyogre thì chúng ta phải canh đến trời tối, là một cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai là trời mưa bão các bạn à. Hiện tại là mình đã có được hai cái luôn. Ui, nhưng mà khoan, mình vừa mới thấy được Bot Charizard. Oh my god, Charizard Shiny. Ui, mình nghĩ là mình phải quấn bot này các bạn ơi, tại vì là mình cũng muốn huấn luyện em Charmander của mình sau này trở thành Charizard. Nhưng mà boss này bây giờ đang bay trên trời, mình nghĩ là tạm thời á Kyogre bỏ qua một bên đi ha, chúng ta sẽ dí theo để quýnh kem này trước cái đã. Hồi máu Pokemon trước rồi. Ok, lên đây mình nghĩ là mình sẽ cho Zacian đánh đi, chứ bây giờ mình đang cưỡi Eternatus rồi nè. Quăng ra luôn nè, hay quá chúng luôn. Và đây là một em Charizard Shiny cấp 128. Ui, có vẻ là em này cũng khá là mạnh nha. Ok thôi được rồi, mạnh như thế nào thì chúng ta cũng phải đánh thôi. Sợ gì? Ây da, phun một đòn lửa thôi mà Zacian của mình bye bye. Rồi, chúng ta sẽ cho hai em Pokemon hệ rồng đánh nhau. Đấy, Charizard và cuộc chiến đối đầu với lại Eternatus. Ấy, bây giờ là cuộc chiến rồng, thì rồng đánh rồng thì mình nên sử dụng các chiêu hệ rồng nha các bạn. Oh no, ủa sao mạnh vậy? Trời, em Charizard này mạnh quá, đội hình của mình cân không nổi. Ok, bây giờ sử dụng chiêu lửa đây. Trời ơi, Groudon, holy crap. Ui, sao những Pokemon chủ lực của mình đều lên đường hết, chỉ cần một chiêu thôi. Ui, thế này thì chết mình rồi các bạn ơi. Chỉ cần xuất hiện thôi là lên đường các bạn à. Hóa Mega luôn. Rồi, sử dụng chiêu Inferno.
Ok. Ủa, giật gì vậy? Ui, cái gì vậy? Ây da, trời, giật vô trong mặt quá à. Không thấy đường luôn. Ủa, cái gì vậy? Mình không có biết nữa. Ui, nhưng mà thôi cũng chết luôn rồi các bạn ơi. Không có đánh được em ấy. Em ấy mạnh quá à. Mình bó tay chấm cơm luôn rồi. Ôi ôi, cứ tưởng là dễ nhưng mà ai dè đâu á. Cũng khó không tưởng luôn. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta qua nhiệm vụ chính. Đó chính là đi bắt em Kyogre nha. Đây, mình đã tìm thấy cái chỗ đó. Là chỗ biển sâu nè. Cho tôi ra cái. Đây là cái khu vực biển sâu nè các bạn ơi. Và Kyogre sẽ có khả năng xuất hiện ngay cái khu này. Bên đây là biển sâu nè. Bây giờ thì mình sẽ bơi qua bên đây để hả canh Kyogre xuất hiện và bắt em ấy thôi chứ còn gì nữa, đúng không? Ôi 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 các bạn ơi, Kyogre kìa. Ui, từ nãy giờ kiếm không biết ở đâu thì ra ở dưới đây. Biển sâu nó nằm bên đây lượn nè. Ôi nhưng mà em Kyogre này á, mình cảm thấy vẫn còn hơi nhỏ so với mình muốn. Thôi kệ đi, thì có là được rồi nha các bạn. Ui đây nè, Kyogre nè. Ngay bây giờ thì mình sẽ quăng Groden ra để đánh với Kyogre cho nó vui nha. Groden, hãy giúp anh trong chuyện này nha. Hi. Chúng luôn. Ok, bây giờ là một trận chiến cực kỳ đỉnh cao. Đây là em Kyogre level 70. Thì em này hình như là chỉ là Kyogre thường thôi chứ không có shiny gì hết á. Thôi không sao hết, miễn có là mình vui rồi. Ngay bây giờ thì mình sẽ sử dụng một tuyệt chiêu hải đất. Nhưng mà mình sợ chiêu này mạnh quá luôn á. Thôi mình sẽ quýnh chiêu nhẹ nhẹ thôi. Đó chính là chiêu này nha. Mình sử dụng một tuyệt chiêu bùng. Ok, có vẻ như là sử dụng được nhưng mà gây đam khá là ít luôn. Ôi đúng là một Pokemon huyền thoại, để mà quýnh được á thì cũng hơi mệt. Thôi dùng chiêu Earthquake đi nha. Earthquake chắc là hợp lý hơn á. Hay quá. Ui cũng hên nha, máu đỏ luôn rồi nè. Ok bây giờ thì mình sẽ quăng ball. Rất là nhiều bạn kêu là Ultra Ball á không có hợp lý khi mà sử dụng buổi tối luôn. Thì mình cũng thật sự là bó tay các bạn à. Nên thôi bây giờ mình sẽ dùng Crit Ball ha. Vì nhiều bạn nói là Ultra Ball chỉ dùng buổi sáng thì nó mới có hiệu nghiệm. Mình thì mình không có rành về chuyện đó lắm. Nên thôi mình sẽ nghe lời của các bạn fan. Ok quăng ball sao lâu vậy? Ui tưởng lâu như vậy là thành công nhưng mà không phải. Rồi ok không sao. Thì nói chung là mình vẫn còn 30 mấy quả lận nên mình cũng không có lo nghe. Hiện tại là ở nhà mình trồng khá là nhiều Apricorn để có thể chế tạo được nhiều loại bôn khác nhau. Ôi, ôi, các bạn, cái gì đây? Một... What? Oh, mình đang bắt em Kyogre này. Thì có một em boss Kyogre phiên bản shiny xuất hiện ngay tại đây luôn nè. Holy crap, cái gì mà may mắn vậy? Vậy thì mình phải bắt em Kyogre này cho lẹ, rồi mình sẽ qua quýnh em này luôn. Ok, come on, năn nỉ á. Em Kyogre, em hãy vô đội của anh đi. Trời ơi, em chỉ cần vô đội của anh thôi á, là sau này anh chỉ cần bắt Rayquaza nữa là đủ bộ ba thời tiết. Lúc đó mới là vui á. Nói thiệt, em chỉ cần vô đội của anh thôi, anh hứa anh sẽ cho em làm Pokemon chủ lực luôn. Năn nỉ á. Trời ơi, em này em cũng khó tính quá à. Ok, không sao đâu. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần có niềm tin thôi là chúng ta sẽ bắt được em ấy à các bạn. Nghe nói là Kyogre á thật sự là rất là dữ nha, chứ không có hiền đâu. Nhiều bạn cứ nghĩ là Kyogre là một Pokemon hiền và Groden chính là một Pokemon dữ. Nhưng mà thật ra Kyogre và Groden á đều dữ như nhau. Và nhiều khi Kyogre á còn mang tính chất giang hồ hơn Groden đó các bạn. Ok, và Groden của mình đã phải bỏ mạng rồi các bạn ơi. Thôi không sao, bây giờ thì mình sẽ cho Zacian ra để hứng đòn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bắt quả Crit Ball vậy. Có vẻ mọi chuyện khá là khó khăn ngoài đây. Đây nè, em boss này đang đợi mình nè. Ôi, lại có thêm một em Kyogre nữa xuất hiện. Đây nè các bạn. Trời, hai em Legendary Pokemon xuất hiện cùng một chỗ luôn. Nhưng mà em này nhỏ hơn. Thôi tạm thời như vậy bỏ qua đi. Trời các bạn ơi, kiểu cái thế giới của mình tạo ra nó kỳ lắm á. Mỗi lần á, giống như hôm bữa mình bắt cái em Groden á, cũng như vậy luôn. Mình bắt em Groden á thì cũng có hai em Groden xuất hiện. Và hôm nay á, mình bắt em Kyogre cũng có hai em Kyogre xuất hiện các bạn à. Thôi thử dùng Ultra Ball đại đi.
Ui, kiểu nó làm cho mình cảm thấy rất là đặc biệt trong cái thế giới này. Khả năng cao á là do các bạn fan ủng hộ á, cho nên là thế giới của mình nó may mắn như vậy luôn á. Ok, tiếp tục nha. Ui, nhưng mà bắt như vậy thì khó quá. Ui, em này shiny nhìn đẹp quá hả? Shiny hình như là màu đen á. Được không vậy? Thấy hơi lâu lâu nè. Ui, không được rồi. Khó quá, khó quá. Ui, thôi được rồi, bây giờ mình sẽ dùng một quả Pokeball nha, một quả ball bình thường. Để coi coi là cái em Kyogre này á, em có thích quả ball bình thường không nha. Không được rồi, khó quá rồi, không được rồi. Ây da, trời ơi, vụ này căng thiệt á chứ. Rồi, không sao đâu. Thôi, dùng thử Gridball trở lại vậy. Chứ kẹo này á, bắt như vậy á, thì mình hết ball luôn á, mà không bắt được thì chắc là hơi mệt. Ok. Ui, không được luôn kìa. Zacian của mình đang bị đóng băng luôn nè. Trời ơi, xui quá, xui quá. Ây da, mệt quá tỉ ta. Chắc là Zacian đang bị lạnh lắm luôn á. Cô nàng Zacian này á, coi vậy thôi á, chứ cổ cũng rất là tức rồi đó. Nãy giờ cổ đang muốn quýnh lắm á, mà mình không cho quýnh. Không được luôn, khó vậy ta. Ây da, trời ơi. Bây giờ phải nhảy để coi có được không đây nè. 6 and a half hours later. No, trời ơi các bạn ơi, em Kyogre này á đã bị em Cinderace của mình phản đòn chết luôn rồi. Trời ơi là trời, khổ thiệt cái chứ. Trời ơi, nãy giờ bắn gần hết bôi luôn rồi nè các bạn. Thôi không sao, thì mất em này vẫn còn em này mà, mặc dù em này hơi nhỏ một xíu thôi. Ngay bây giờ á thì mình cần phải hồi máu Pokemon mình cái đã. Ok, Pokeheal lại nghe. Ok, tiếp tục nghe, tiếp tục nghe. Bây giờ thì mình sẽ thử chơi liều luôn. Mình thử bắt chay một quả trước. Ok ok, chơi liều, chơi liều, chơi liều. Nhiều khi hên xui thì sao được, đúng không các bạn? Ui, hết hồn. Tưởng chơi liều á mà ăn được á thì hơi dữ nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm lại nha. Ui, kèo này khó thiệt á. Mình sắp hết bôn luôn rồi, mình không bắt được á là buồn, cực kỳ buồn luôn. Ui, quăng khó dưới nước, quăng khó quá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng chiêu này liền mới vô luôn nè. Hí. Ok, cái sao? Ê, đừng chết nha, đừng chết nha, năn nỉ á. Sợ chết, sợ chết. Sợ em mới chết ghê á. Rồi em này á, mong là em sẽ thoải mái với mình nha. Chứ nếu như mà khó khăn quá thì cũng mệt. Hiện tại là trời sáng rồi, chắc là mình sẽ sử dụng Ultra Ball luôn. Thì chắc là khả năng mình bắt được dễ hơn á. Chứ dùng Grid Ball á, chẳng bắt được gì luôn. Khá là buồn các bạn à. Ok, bây giờ thì phải cố gắng và mong đợi. Người ta nói là kiên trì là sẽ làm được tất cả mọi chuyện nha các bạn. Bây giờ bôi mình còn có mấy quả nên mình phải nói vậy thôi chứ. Mình cũng rất là khó khăn khi mà bắt được hả cái em Kyogre này. Trời ơi, Rodan chuẩn bị lên đường nữa luôn rồi. Trời đất quỷ thần tiên địa, mình còn có 4 quả bôi nè. 3 quả Crit Ball với 1 quả Sport Ball. Bây giờ mà bắt hết 4 quả này mà không được nữa là mình bó tay chấm cơm luôn á. Biết gì hồi nãy ở nhà mình chuẩn bị hả Nest Ball á, là nghĩ là bắt những em Pokemon dưới nước này dễ hơn. Rồi xong hô đêm lên đường luôn. Kiểu sao bây giờ khó vậy ta? Sao bữa mình bắt Rodan mình cảm thấy là khá là dễ á. Hôm nay thì bắt cảm thấy nó khó hơn một chút á. Mong mình lần này sẽ được nè. Ui, không được luôn rồi. Thôi, thay đổi chiến thuật đi. Bây giờ còn một quả Crit Ball, một quả Sport Ball đúng không? Bắt quả Sport Ball trước. Sport Ball là dành cho mấy em Pokemon hệ bọ. Mà em này chịu nữa là mình cũng lại luôn á. Một lần nè, hai lần nè, ba lần nè. Hết hồn. Ok, rồi thôi. Quả cuối cùng này thì mình đặt hết niềm hy vọng của mình vào nó nha các bạn nha. Trời ơi, cố gắng lên nha, Crit Ball. Mình tin tưởng vào cậu á. Rồi, thử xem. Ở đây bu rất là nhiều Pokemon luôn. Kiểu nhiều chuyện á. Ok, các bạn nhìn qua bên đây, một lần. Ôi, thế là thất bại rồi. Thôi mình chạy. Không được. Trời ơi, mình bắt hết tất cả Pokemon của mình luôn rồi. Mà không quả nào thành công luôn. Cái cú thiệt sự. Rồi cái em boss Kyogre á, em cũng biết mất luôn. Ui trời ơi, bây giờ phải đi hả chế tạo Nest Ball mới được. Để mình xíu, để mình xem. Quả Nest Ball đây nè. Quả này, ủa, không phải quả này.
quả bôn gì á mà bắt được những em Pokemon dưới nước á. Để mình coi lại nghe. Hình như là đây nè, Net chứ phải là Nest. Ờ mình đọc hơi sai xíu. Đây. Ủa đâu phải, đây là bắt Pokemon. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, đây là Pokemon hệ bọ và hệ nước nè. Thì quả này nó sẽ nhân 3 cấp độ lên bắt dễ hơn. Ok. Thì mấy cái này ở nhà mình đã trồng màu đen với màu xanh á, thì nhà mình đã trồng rồi. Ngay bây giờ thì mình sẽ về thu hoạch luôn. Ở đâu rồi ta? Đây, let's go, nhanh không có em ấy biến mất nữa là buồn lắm luôn nha. Đây nè các bạn ơi, mình đã có được màu đen và mình cũng có trồng màu xanh nữa. Ý, bây giờ tha hồ mà thu hoạch thôi. mình biết những cái quả bôn nào mình xài á thì mình chỉ có trồng những cái màu đó thôi. Ví dụ như là màu vàng nè, màu đen nè, màu xanh nè. Đó, thôi mình sẵn thì mình lấy thu hoạch hết luôn đi. Sẵn thu hoạch hết luôn. Để tiện lần luôn mà các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ chế tạo netball và qua bên kia mình sẽ xử lý em Kyogre nha. Bắt buộc là phải bắt chứ, bắt không được là tiếc quá. Trời ơi. Nhưng mà thật ra thì mình sẽ tiếc cái em Kyogre bự kia hơn, chứ em Kyogre nhỏ thì mình cũng không tiếc lắm đâu. Ok, ở đây có nè. Rồi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chế tạo nha. Đâu rồi, cái quả net đó đâu rồi ta? Đây, công thức của nó thì cũng khá là đơn giản á. Màu đen hai bên và màu xanh ở giữa. Cái nhiệm vụ của mình bây giờ là cần phải nấu mấy cái này lên nữa. Ui trời ơi. Rồi không sao, mấy cái này thì đối với mình là chuyện đơn giản như thường ngày thôi, không có gì trân trọi á. Để giờ mình qua bên kia mình mang đi mình nấu hết cái đống này nha các bạn nha. Ủa em Mente bị cái gì kìa, tội nghiệp nhảy. Thôi nhưng mà bây giờ anh đang bận quá, anh không cứu em kịp rồi. Anh còn phải có công chuyện của anh nữa. Ok, bên đây nung ga nhanh nào. Đấy, bây giờ chờ nó nung nha. Trong lúc này á, thì để mình đi chế tạo cái đe cái đã. Đâu rồi, các bạn chế tạo đâu rồi. Để mình chế tạo cái đe để mình còn đập mấy quả bóng Pokeball ra nữa. Đây nè, đâu rồi. Đó, cần một cái anvil nha bạn nha. Cần cái đe. Cái đe. Đâu rồi ta, nó đâu rồi ta. Mình đi kiếm nó. Anvil. Ui, giờ chỉ chế tạo cỗ máy được thôi hả. Nhưng mà cái thầu của máy thì chứ làm gì, làm không có đồ, bây giờ không có slam. Thử đi kiếm anvil bình thường đi, để kiếm cái đe bình thường các bạn ơi. Ok các bạn ơi, mình đã có một đống rồi nè. Bây giờ các bạn biết là cái công đoạn gì sẽ là cái công đoạn mà mệt mỏi nhất không? Đó chính là công đoạn vô đây nè các bạn. Trời ơi, cái công đoạn này là cái công đoạn quái chạy đậu nhất mà mình cực kỳ ngán ngẩm nhất luôn. Đó chính là ngồi đập cho mấy cái này á, nó sẽ tròn ra. Trời ơi, mình bây giờ mình nghĩ là mình làm xong cái công đoạn này á, là những cái con Kyogre kia nó sẽ biến mất luôn. Trời đất ơi, làm bôn á, mình ngán ngẩm nhất chính là cái công đoạn này nè các bạn à. Cái công đoạn mà ngồi chúng ta sẽ đập cho những cái cục này nó tròn ra những cái đế của mấy quả bôn đó các bạn. Ui trời ơi, cực kỳ khổ luôn. Nếu mà có cái máy á, thì nó sẽ làm tự động cho mình nhanh hơn. Thôi mà thôi, lúc này thì mình sẽ chế tạo cái khác vậy. Để mình chế tạo cái hammer bằng kim cương luôn đi ha. Kim cương luôn đi cho nó xịn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy kim cương ra. Ở đây mình có kim cương nè. Ồ, cây gậy đúng không. Ôi mấy cái này thì phải làm bằng kim cương á, nó mới nhanh. Chứ mà làm bằng tay không á, mệt lắm các bạn ơi. Làm bằng tay thông á, tới ngày mai chưa xong nữa. Rồi ok, làm bằng sắt á, tới ngày mai chưa xong nữa. Rồi bây giờ làm này sẽ nhanh hơn nè. Đó, hợp lý ngay. Ok, bây giờ thì mình sẽ ngồi làm mấy cái này luôn. Rồi cái cuối cùng nè. Ok, xong. Tiếp theo á, cũng là ngồi đập tiếp nha các bạn. Mình nói thiệt, sau khi mình chế tạo netball xong á, là cái em Kyogre kia cũng đi mất tiêu luôn cho mà coi. Mình chắc chắn luôn á, chứ không phải là nói thiệt, nói dối gì nữa. Ok, netball đâu rồi. Rồi không sao đâu. Để tí nữa mình qua bên đó mình ngồi chờ cũng được, các bạn cứ yên tâm. Mình vì các bạn fan, mình sẽ ngồi chờ và bắt cho bằng được em Kyogre trong ngày hôm nay luôn. Các bạn có đồng ý không? Nếu như mà các bạn đồng ý á, nhấn nút like ủng hộ cho mình ngang. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo cỡ chừng 30 cái quả net này đi, 30 cái nắp này đi. Để đầy đủ chúng ta qua có 30 quả thì bắt nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Ok, được rồi đó. Giờ thì tiếp tục công đoạn vô ngồi đập thôi.
Ok, xong rồi các bạn ơi. Đây nè, bây giờ mình có 30 cái này và 31 cái này. Cái này nó dư mấy cục hồi nãy mình lấy ở nhà. Thôi để cho lại đi. Bên đây thì mình cũng đã nung ra mấy cục đá để làm mấy cái nút nè. Thì có nút đó chúng ta mới gọi là bấm nút cho Pokemon ra được chứ. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm cỡ chừng 30 cái nút thôi cho nó đủ luôn. Rồi đó, đây là công thức nha. Xong, mình đã lần đầu tiên chế tạo được Nestball luôn. Let's go. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua lại chỗ của em Kyogre hồi nãy. Để không biết là bây giờ em có đi chưa nữa. Mình nghĩ khả năng cao là em đi rồi. Trước khi đó thì gặp chị y tá chút xíu đi. Hello chị y tá nha, cho em hồi máu một ít Pokemon cái đã. Rồi, xong là chúng ta sẽ quay trở lại trận chiến và sử dụng Nestball bắt Kyogre. Để coi có thành công không nha các bạn nha. Let's go. Ui trời sáng rồi hả? Bây giờ qua đó lẹ đi, qua đó lẹ đi. Trời ơi, khi mình qua á thì trời cũng đã bình minh rồi các bạn. Mà bình minh như vậy á thì Kyogre đâu ra nữa. Mà trời cũng không có mưa nữa các bạn ơi. Thôi, ngay bây giờ thì tranh thủ thì chúng ta sẽ đi vô trong cái tàu này kiếm một ít đồ và đợi trời mưa nha. Cái kiểu này thì hơi mệt á. Wood rot hả? Thôi cái này thì cũng bình thường thôi à. Mấy con cá này có nhiều bạn kêu mình mang về lấy ăn nè. Thôi cá hề thì mình sẽ để lại, cá hề thì không cần. Ui thủ lạnh này đẹp vậy. Ui đẹp như vậy á thì phải tranh thủ thôi các bạn ơi. Ok, dưới đây còn một phòng nữa. Wow, đẹp quá ta. Có một cái tủ lạnh nữa nè. Nhưng mà thôi mình lấy một cái thôi, mình lấy chi nhiều nhà mình nhỏ xíu à. Một cái ly. Thôi chắc cũng không cần đâu ha. Một cái quạt, ui cái quạt thì chắc là cần á. Ok, cái quạt ở nhà cần á. Một cái tivi nè. Ok, một cái máy giặt. Mình nghĩ là mình cũng sẽ lấy luôn. Mình là thánh hôi đồ mà. Ý, một cái siêu béo. Cái này là để Pokemon tăng khả năng hồi máu hay sao nè. Ok, hết hồn, tưởng cái béo kia chứ. Cái béo kia là sẽ chịu hồi được một số Pokemon hợp lý lắm á. Ui, cứ tưởng được cái gì đó ngon lành cành đào chứ cũng không quá ngon lành ở trong cái con tàu này. Rồi, cứ tưởng là xịn rồi chứ, nhưng mà không, không xịn lắm đâu. Tương đối thôi các bạn ơi. Thôi kệ, cho miễn phí là mình cũng vui rồi. Ok, để mình lụm nốt mấy cái này vô nha. Mấy cái này thì cứ lụm thôi. Thì khi nào cần thì lấy ra sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi qua bên con cá này nha. Để kiếm đồ bên đó. Để coi coi là sẽ có cái gì xịn. Ooh, Manaphy. Một em Manaphy ở bên đây. Và một em tên là tên gì á, mình để là mình lại mình coi cái mình cũng không biết, không nhớ tên của em này nữa. Em ơi dừng lại, em ơi dừng lại. Thôi máy của mình lát không có nổi, máy mình yếu. Đây là em gì, là Brass hả? Mình nghĩ là nên bắt em này. Nhưng mà muốn để dành bone cho em Kyogre ghê á. Thôi kệ cứ bắt đi. Rồi, giờ thì sẽ sử dụng một đòn nhẹ nhẹ thôi. Đòn nhẹ nhẹ thôi nha, đừng có mạnh quá nha. Manaphy lại ra nữa kìa, trời ơi, hai em Manaphy ra luôn. Các bạn thấy khu vực này lạ không? Khu vực này em nào cũng ra lần 2-3 em không à. Ok, mình nghĩ là đánh thêm một lần nữa chắc là không chết đâu. Ừ, tại vì... Ồ, chết luôn hả? Trời ơi, cứ tưởng là sẽ còn 0.8 máu. Ui, nhưng mà chết luôn rồi, tiếc quá à. Trời ơi, tiếc thiệt luôn á, biết vậy thì đừng có đánh đi cha. Cái cha này cha ham hố ghê á. Đây, để coi bên đây em Manaphy. Là em Pokemon gì cái đã. Thấy lạ lạ. Để cử Eternatus bay cho nó nhanh các bạn ơi. Đây, Manaphy đâu. Để cho mình xem hình dạng của em ấy trước. Mình thì mình thích những em Pokemon mà hình dạng nó phải ngầu ngầu á nha. Ok, được rồi. Đâu em ấy đâu rồi ta. Đây nè các bạn ơi, ủa sao mà nhìn em có vẻ khá là mini. Nhìn có vẻ khá là mini cute. Hello. Hello Manaphy. Nè, bắt luôn. Nhìn em này không biết là có thể làm được gì không nữa. Nhưng mà nhìn thì cute. Ok, thì nhìn không ngầu nhưng mà nhìn dễ thương như vậy thì chắc là mình sẽ thử bắt luôn ha. Ok, bây giờ em ấy level 50 đúng không? Chắc là sử dụng một chiêu Earthquake thì sẽ không chết đâu. Hên quá, hên quá. Trời ơi, 1.7. Hên. Ok, bây giờ thì sẽ quăng Nestball nha. Mong là quả đầu tiên thì ăn luôn.
Tại vì mình cũng không muốn mất quá nhiều quả netball che máy đâu. Một lần, hai lần, ba lần. Ui trời ơi, có vẻ là netball thì hợp lý đó nha. Ok, tiếp tục nào. Lại, bội mình đâu rồi ta? Chắc đang chuẩn bị rớt xuống dưới đây nè các bạn ơi. Nè, một lần rồi nè, hai lần rồi nè. Ui, em này coi vậy mà khó bắt quá vậy. Căng thiệt á. Lại luôn. Sợ gì, mình phải bắt cho bằng được cái em này. Cái Pokemon nào mà càng khó bắt á, chắc là sẽ càng mạnh á. Hai lần, ba lần rồi nè. Ui, sao cứ tới ba lần là em mới thoát ra. Không có chịu ở trong bôn các bạn ơi. Nè, lần này em phải vô nha. Các bạn fan ơi, bấm nút like ủng hộ cho mình. Để lần này mình sẽ bắt được em Manaphy nè. Một lần, hai lần. Ui, trời ơi, cố lên. Không thể nào mà anh lại thua em được. Em máu đỏ lè rồi, chẳng lẽ anh lại không bắt được em? Không thể nào. Nè, một nè, hai. Ui, khó thực sự. Mà mình để ý nha, mỗi lần á mà mình bắt Pokemon ở dưới đây á, là mấy em Pokemon khác bu lại một đống luôn. Kiểu nhiều chuyện á bạn. Nhiều chuyện thật sự. Tính ra Pokemon ở dưới nước á, nhiều chuyện hơn Pokemon trên mặt đất nha các bạn. Ok. Ủa, nãy giờ mất hết 6 quả Nestball của mình rồi mà vẫn chưa bắt được. Chứ có khi nào mình mất hết 30 quả cũng chưa bắt được không tờ. Nghi lắm á. Nghi lắm luôn, nghi lắm luôn. Căng thật sự. Trời ơi, không biết hôm nay là ngày gì nữa mà nãy giờ mình bắt 30 quả rồi vẫn chưa có khả năng được nè các bạn ơi. Có khi nào là mình sẽ không được luôn em Manaphy này không? Ui, căng thẳng thật sự, căng thẳng thật sự. Trời 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 trời. Hôm nay là ngày gì của mình á? Sao mà thấy kiểu xui xui nha. Thôi chết rồi. Nè, một nè, hai nè, ba nè. Ui trời, cứ ba lần hoài à. Lần nữa không có được hay sao vậy? Rồi, trái cuối cùng luôn. Thì thôi mình sẽ nhắm mắt, mình sẽ không nhìn lần này đâu. Mình sẽ nhắm mắt các bạn ơi. Mình sẽ không nhìn nha. Không biết sao rồi. Sao rồi ta, không biết được vô chưa ta? Để mình mở mắt ra. Ui trời. Ui trời ơi. Không được luôn. Trời ơi, hôm nay là ngày gì của mình á? Xui quá à. Ngày gì mà bắt em Kyogre cũng không được, mà bắt em Manaphy cũng không xong luôn. Làm sao ta? Trời ơi là trời. Kiểu thấy hôm nay thấy xui xui á. Trời ơi, khổ quá à. Vô đây kiếm thêm đồ mới được á. Hay là do cái tính ăn chậm của mình nên hả, game phạt mình vậy ta? Ui, nếu mà vì cái tính đó thì mình xin hứa là mình sẽ không bao giờ bỏ. Không, nói thiệt, nếu mà bây giờ được Master Ball thì sẽ bỏ nha. Ok ok. Nhưng mà xui thiệt luôn á các bạn. Các bạn có thấy mình xui không? Chứ mình là mình thấy hôm nay mình thấy mình xui xui làm sao á. Trời đất ơi, khổ thiệt á chứ. Thôi, chẳng lẽ bây giờ về chế tạo Dustball trời. Ừ, thử luôn em. Để làm liều luôn nha. Giờ mình về mình chế tạo Dustball, mình tới bến luôn. Mình nói thiệt là mình không bắt được Kyogre trong ngày hôm nay, mình chịu không có nổi. Cho nên là bây giờ mình sẽ về nhà, mình chế tạo thêm hả ball. Mình sẽ chế tạo, để coi coi có những quả ball như thế nào hợp lý để mình xem. Mình sẽ chế tạo Dustball, bởi vì bắt Kyogre á là sẽ bắt vào buổi tối. Ngoài ra mình sẽ chế tạo thêm Luxury Ball nha. Nhiều bạn nói Luxury Ball cũng khá là hợp lý. Ok. Không biết có nên chế tạo Heavy Ball không nữa. Heavy Ball thì cũng khá là dễ. Còn Luxury Ball thì mình cần màu hồng nữa. Thì mình không, mình còn màu trắng nữa mà mình không có màu trắng. Thôi, về chế tạo Dust Ball và Net Ball, cũng như là chế tạo thêm Heavy Ball đi. Ba quả ball này mình sẽ về chế tạo, mang qua đây kiếm Kyogre bắt mới được. One eternity later. Ok rồi các bạn ơi, hiện tại á là trời đã tối mà còn mưa bão nữa, khả năng cao là chúng ta chuẩn bị được gặp Kyogre đấy rồi các bạn à. Ngoài ra thì có một chiếc nhẫn của mình nó đã nở nè, để mình mở ra coi coi được Pokemon gì nha. Hitmonlee hả? Là Pokemon gì ta? Để mở ra xem coi. À, em này mình có rồi, bên đây nè.
Ui, thôi cũng không phải là một Pokemon để mình gọi là mang đi chiến đấu. Mà thôi kệ, bỏ qua chuyện đó đi. Ngay bây giờ các bạn xem nè, mình đã chế tạo được Dust Ball, Heavy Ball và Luxury Ball. Đấy, ba quả ball này á, mình khá là tự tin nhất vào Dust Ball nên mình chế nó tới 31 quả lận. Ok được rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua chỗ của Kyogre để kiếm ẻm nha. Em Manaphy này vẫn còn ở đây. Ghê vậy. Rồi biến mất luôn rồi. Biến mất rồi các bạn ơi. Vậy là chuẩn bị Kyogre ra đúng không vậy? Nếu mà đúng như vậy á thì quá là chuẩn luôn á nha. Để mình thử hả, Check Spawn Legendary coi coi là bao giờ Kyogre ra nè. Check Spawn Legendary. Ok, ui 4 phút nữa. Rồi được rồi, không sao. Để mình ngồi mình chờ em Kyogre 4 phút nữa em mới xuất hiện nha. Ôi ôi, cuối cùng thì em Kyogre đã ra rồi nè các bạn ơi. Nhưng mà biết gì không? Trời sáng rồi, quả Dust Ball của mình không biết có xài được không nữa. Thôi kệ, giờ khó quá trời tới luôn, chứ biết làm sao bây giờ. Ui, quả Dust Ball á, nó chỉ sử dụng ở khu vực gọi là khu vực tối thôi. Thì mình tin á, là cái khu vực ở dưới biển sâu này á, nó cũng khá là tối các bạn à. Cho nên là dùng Dust Ball chắc cũng được ha. Không biết là suy nghĩ vậy có hợp lý không nữa. Nhưng mà thôi kệ, lỡ rồi chứ biết làm sao. Rồi bây giờ mình sử dụng chiêu này ngang, mong là em ấy không chết. Ok 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 ok, vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra vậy ta. Ớt khoét vậy. Ui em Kyogre này có vẻ hơi dữ dằn á. Rồi giờ thì sử dụng quả Luxury Ball lần đầu tiên luôn đó. Thường thường là quăng mấy quả mà xịn xịn vậy á, nhiều khi mấy em chịu làm sao đúng không. Một lần rồi nè, hai lần rồi nè. Rồi không được. Thôi bây giờ thì mình sẽ sử dụng Heavy Ball vậy. Không biết là Heavy Ball có hợp lý ở dưới đây không nữa. Mình cũng không có nhớ là những Pokemon nào nên sử dụng Heavy Ball. Nên mình quăng đại nha các bạn nha. Rồi có vẻ hiện tượng này thấy không ổn rồi. Thôi đến với lại quả ball là mình tự tin nhất, Dust Ball trong ngày hôm nay. Trời ơi, mình đã mất rất là nhiều tài nguyên để có thể chế tạo được. Một em Pokemon xịn. Ui, ui muốn bắt em này luôn á. Ui, nhanh 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 đi Kyogre ơi. Nếu như mà em vô đội anh lẻ, anh sẽ bắt em này vô làm bạn với em. Hiểu không? Có bạn bè cũng vui mà. Này ơi, Dust Ball không thành công rồi. Ui, trời 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 trời. Để mình đứng ở đây mình kiếm quả ball của mình coi. Đây nè, quả ball mình nè. Không được rồi các bạn ơi. Có khi nào là trời sáng là không được không ta? Thôi chết rồi. Kèo này càng ngày càng khó. Thì da, kèo này càng ngày càng khó khăn thiệt cơ. Thôi không sao đâu. Giờ là kiên trì. Mình vẫn cái nguyên tắc cũ của mình là mình sẽ mãi mãi kiên trì nha các bạn. Mình nói thiệt, cho dù mà có chiến đấu đến tối đi chăng nữa, mình cũng sẽ cố gắng hết sức để bắt Kyogre trong ngày hôm nay. Các bạn nhớ bấm nút like ủng hộ cho mình nha. Trời ơi, cuối cùng thì cũng đã được rồi. Trời ơi các bạn ơi, mình nói thiệt luôn á, là mình muốn khóc luôn á các bạn. Từ nãy đến giờ á, mình quýnh từ sáng mà đến tối luôn rồi nè các bạn. Mình nói đâu có sai đâu. Mình quýnh từ sáng đến tối. Chắc là mình phải cắt cái khúc mà mình bắt bạn Kyogre thôi, chứ bởi vì nó dài quá. Hùi bắt được xong một cái mình kiểu muốn khóc trong lòng luôn á. Các bạn xem nè, ba mươi mấy quả, bây giờ còn có mười mấy quả. Kiểu nó đã bị ít đi rất là nhiều luôn. Và có rất là nhiều Pokemon trong lúc mà mình bắt em Kyogre xuất hiện. Và đó hầu như là những Pokemon cực kỳ xịn không à. Mà mình bỏ, mình chỉ tập trung vào bắt Kyogre. Cuối cùng á, thì cũng đã bắt được. Ui em này sao em bị trầm cảm cái gì mà em đưa cái đầu vô đây vậy ta. Thôi em đừng trầm cảm, để anh đẩy em ra, em đừng có trầm cảm, tội nghiệp. Hay là em đi bị mắc cạn vậy. Thôi để mình đẩy bạn ấy ra gần bờ cái đã. Gần bờ biển ấy, cho cái gì bạn muốn xuống thì bạn ấy xuống. Chứ có vẻ là bạn ấy bị mắc cạn cái gì, nhìn tội nghiệp quá à. Nhưng mà các bạn có thấy là cái sự nỗ lực của mình á, có xứng đáng là được đền đáp như vậy không?
Nếu như mà các bạn thấy xứng đáng á, các bạn nhớ để lại cho một nút like và bình luận phía dưới á, là trời ơi, anh Jay thật là kiên nhẫn nha các bạn. Trời ơi, mình thấy mình cũng kiên nhẫn dữ lắm luôn. Giờ thì mình sẽ lấy em Kyogre này ra để mình coi em nào. Ủa mà cái em này hay lắm á. Em này đánh nó còn có chiêu hồi máu nữa bạn. Ảo thật sự. Đây nè, và đây là bạn Kyogre mình bắt được nhờ Dustball. Để mình xem hình dạng của bạn ấy, để mình xem sức mạnh của bạn ấy nha. Thì bạn ấy á, hiện tại là điểm happiness là 0, do là chắc nãy giờ mình đánh bạn ấy nhiều quá đó. Ok, thì mình qua bắt đầu xem skill của bạn ấy nha. Thì bạn ấy có chiêu đóng lạnh nè, rồi chiêu Muddy Water, Awaring. Hình như đây là chiêu giúp cho bạn ấy hồi máu á. Ok, và những chiêu đánh của bạn ấy thì mình thấy khá là yếu. Chỉ có bộ chiêu Awaring này á là hồi máu khá là gắt luôn. Thì mình thấy cũng đặc biệt nha. Rồi, thì hôm nay á, mình tính là mình còn qua thế giới Ura nữa. Nhưng mà hôm nay bắt mỗi bạn Kyogre này xong á, muốn hết giờ luôn rồi. Mình giờ, bây giờ mình phải tới giờ đi ăn cơm rồi các bạn à. Cho nên á, là video này á, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc tại đây nha. Hôm nay á, thì rất là vui vì đã có thể bắt được thêm một em Pokemon huyền thoại. Đặc biệt là còn ở trong bộ ba thời tiết nữa. Em ấy tên là Kyogre. Hey, mặc dù em không có bự như là mình mong muốn, nhưng mà thôi, thì bắt được cái em bự á, thì mình nghĩ là chắc là còn khó khăn hơn á. Ở chết quên, em này phải đi dưới nước chứ. Thì bây giờ Pokemon trên trời mình cũng có, Pokemon mặt đất mình cũng có, Pokemon dưới nước mình cũng có luôn. Mình đã có gần như là đầy đủ các Pokemon để có thể di chuyển ở nhiều nơi rồi. Y mới được thêm quả Luxury Ball nè. Thì cảm ơn các bạn đã xem tập thứ tư, lộn, tập thứ năm của mình rất là nhiều luôn nha. Nếu như mà các bạn muốn mình làm tập tiếp theo á, thì các bạn đừng quên hãy nhấn nút like cho mình nha. Chỉ cần trên 2.000 lượt like thôi thì mình sẽ làm tập thứ sáu cho các bạn xem liền luôn. Còn những bạn nào là người tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Ngày hôm nay bắt được em này á, kiểu trong lòng vừa vui mà cũng vừa buồn. Biết tại sao không? Buồn là hả, mất nhiều tài nguyên quá các bạn à. Nhưng mà thôi không sao, có còn hơn không. Còn bây giờ thì mình bye bye các bạn nha.